Bạn hay hát ở Đà Lạt, xong rồi hôm nay bạn tới trường. Dù trường của chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quà cái khăn này giống như kiểu mang tất cả mọi người quay trở lại Đà Lạt trong những đêm nhạc gì đó. Không, tại vì Sài Gòn cũng mới vừa hết trời mưa xong. Hồi nãy thì cứ nghĩ là tới đây tầm khoảng 100 người thôi, sao đây đông dữ. Các bạn ơi, Nam Em nói là Nam Em nghĩ là ở đây cỡ 100 người thôi mà sao đông dữ vậy? Nào, chúng ta phô trương lực lượng cho Nam Em biết là mình đông cỡ nào nè. Chúng ta cùng kêu. Chúng ta cùng kêu thật lớn tên Nam Em, Nam Em, Nam Em nào. 2 3. Bạn thấy không? Không những là đông nữa mà còn rất là xu và rất nhiệt tình ha. Rồi tiếp nữa, nếu mà Nam Em hát thì ai thù thì hát cũng phải mạnh như vậy nha. Các bạn có hát theo những ca khúc của Nam Em được không ạ? Nhưng mà bạn phải cẩn thận. Hồi nãy là chị Phương Anh Idol chưa kịp đưa mic nữa là mấy bạn giật rồi. Yeah. Đúng rồi, là chị không tìm lại được cái mic luôn. Thôi không xin vui nữa. Mọi người cũng biết là Nam Em chỉ hát nhạc buồn thôi á. Thì có ai thuộc thì hát theo nhé. Ở đây có ai thất tình không? Có ai đang cô đơn không? Thôi không có vậy. Thôi hát nhé. Ở đây có ai thuộc bài Anh Yêu Vội Thế không? Mừng quá. Tự nhiên tôi cũng mừng may. Ví dụ hồi đưa mít là có hát không? Vậy tôi hát giùm luôn đi, tôi đứng đây tôi coi, tôi về cho sướng thì khỏi hát. Khỏe. Rồi, anh yêu vội thế nha. Sài Gòn bắt đầu có nhiều cái cơn gió lạnh. Thank you.
Về nha. Về nha. Xong nhiệm vụ rồi.